Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu năm giai đoạn hẹn sao quả tạ, xui tận mạng, có tránh cũng khó Và trước khi bước vào nội dung chính Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh Và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Đời người, ai cũng sẽ trải qua năm giai đoạn. Tuổi gặp sao hàng quả tạ, sôi tận mạng, có tránh cũng khó khỏi. Đời người từ lúc sinh ra đến khi mất đi, chắc hẳn sẽ trải qua rất nhiều chuyện trong đó sẽ là những dự định được hoàn thành nhưng cũng trong số đó sẽ là những biến cố trong gai mà người ta gọi đó là hạn. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cái hạn xảy đến với mỗi người. Đây là điều mà không ai biết trước cả và cũng không ai đong đếm. Được vì mỗi con người sẽ có những số phận khác nhau, từ đó mà hạn gặp phải cũng không giống nhau. Nhưng nếu khái quát lại phần nào, chúng ta có thể chia đời người thành năm giai đoạn như sau. Đây là năm giai đoạn không chỉ thể hiện rõ nhất những thay đổi về ngoại hình, sức khỏe mà còn có cả tướng số, vận hạn. Giai đoạn từ 0 tuổi đến 18 tuổi là giai đoạn phát triển năng động và khỏe mạnh nhất đời người. Cơ thể sẽ từ điểm không mà phát triển liên tục cho đến khi hoàn chỉnh nhất đẹp đẽ nhất ít bệnh tật nhất tất cả các cơ quan trong cơ thể để phát triển và nâng cao chức năng hoạt động một cách tuyệt vời nhất đây được gọi là thời kỳ vàng của sức khỏe xét về mặt tướng số giai đoạn này chủ yếu sẽ thể hiện cốt cách mà một người có được nghĩa là họ sinh ra đã được trời ban cho khuôn mặt thanh thoát giọng nói nhỏ nhẹ hay tính tình hài hòa tất cả đều thể hiện ở mốc thời gian này đây cũng là giai đoạn con người ta ít gặp vận hạn nhất cuộc sống cũng vì thế mà vui vẻ đơn giản nhất tuy vậy vẫn sẽ có một số trường hợp đặc biệt xảy ra cho một số biến cố nào đó nếu nhẹ có thể do sinh vào giờ không lành còn nặng thì chỉ có thể trách số ngắn mà thôi nói chung đây là giai đoạn không nên lo lắng quá nhiều giai đoạn từ 19 đến 35 tuổi đây là giai đoạn của trưởng thành nhân cách thành con hay thành người kỳ thực phải trải qua giai đoạn này mới biết được ở thời điểm này con người ta có nguồn năng lực tốt nhất từ sức khỏe đến tuổi trẻ, tham vọng. Sẽ có một mốc thời gian xảy ra vào năm ta 18 hoặc 20 tuổi, đây là vận hạn đầu tiên trong đời người, có thể xem như bước thử thách mở đầu cho cuộc đời. Vì thế vào hai năm tuổi này, người ta dễ gặp họa về xe cộ biến cố đột xuất là vì vậy. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, là mức hạn đầu tiên và nhẹ nhất nên thông thường chỉ cần cúng sao giải hạn, chăm chỉ ở hiền gặp lành, ít bốc đồng, ít tham gia chuyện người khác, chăm lo sự nghiệp, tiền tài thì chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Từ năm 36 đến 45 tuổi đây là giai đoạn bắt đầu thoái trào sức khỏe đi xuống, khởi đầu là chức năng sinh lý của các cơ quan cơ thể giảm xuống, một số cơ quan thể hiện rõ sự lão hóa xuống cấp, ví dụ như bệnh xương cứng động mạch máu bắt đầu hình thành, bệnh tiểu đường cũng bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo. Đây cũng được xem là giai đoạn hình thành các mầm bệnh trong cơ thể. Trong giai đoạn này, cần đặc biệt lưu ý đến một số hạng vô cùng lớn, đó là hạng tam tai năm 31-33, mà hầu như ai cũng phải trải qua trong đời. Có ai còn nhớ phụ kiện gây bão, cộng đồng mạng, phương Nga, toàn Mỹ thì chắc cũng không thể quên cô ấy năm ấy chính 31 tuổi. Nhờ các chết bí ẩn của Lý Tiểu Long cũng vào năm anh 33 tuổi, nam ca sĩ nổi tiếng Lim Sung Hưu, người Hàn Quốc cũng đã ra đi ở tuổi 33. Nhà vô địch đấu vật chết ở tuổi 33 vào năm 2009. Những người hâm mộ môn đấu vật trên toàn thế giới đã phải bàn hoàng trước sự ra đi sớm của Andrew Martin. Chỉ vài ngày trước ngày sinh nhật của anh, vậy mới thấy năm 33 tuổi thuộc tam tai mà ai đã trải qua cũng đều thở phào cảm ơn trời Phật. Vậy hạng tam tai hiểu thế nào? Cho đúng. Hạng tam tai là hạng kéo dài 3 năm, 12 năm lặp lại một lần. Nhưng sau 21 tuổi hạn tam tai bắt đầu từ năm 30 tuổi hay từ năm 25 tuổi, 26 tuổi là hạn tam tai 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Tai nghĩa là tai họa, họa hại. Trong một đời người, cứ 12 năm thì sẽ có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Về cơ bản đầu năm tam tai không nên bắt đầu làm việc trọng đại giữa năm tam tai không nên dừng việc đang tiến hành vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại cuối năm tam tai không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này tuy nhiên nhiều người khi bước vào tuổi 30 tức 31 tuổi âm nghĩ rằng mình đang bắt đầu hạn tam tai cũng có người cho rằng hạng 3 năm liên tiếp sau thái bạch sau thủy diệu sau kế đô đối với nữ là hạn tam tai vậy tính năm bắt đầu hạn tam tai như thế nào hạng tam tai sẽ tính theo nhóm tuổi tam hợp nghĩa là những người sinh năm con giáp tam hợp sẽ chịu chung một hạng tam tai cụ thể như sau các tuổi thân tí thình tam tai tại năm dần mão thìn các tuổi dần ngọ tuất tam tai tại năm thân dậu tuất các tuổi hợi mão mùi tam tai tại các năm tỵ ngọ mùi nhóm tam hợp này bước vào năm tam tai từ năm 2013 quý tỵ các tuổi tỵ dậu sửu tam tai tại năm hợi, tý, sửu. Như vậy có 4 nhóm tuổi gặp hạn tam tai năm thứ ba vào năm tuổi của mình. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Vào những năm nay, những ai gặp sao La Hầu, Nam Mạng và Kế Đô, Nữ Mệnh sẽ có cùng ba hạn tam tai năm tuổi và sao hạn. Vậy nên sẽ có một nhóm người có hạn tam tai rơi vào giai đoạn sao hạn thái bạch, thủy diệu, kế đô ở nữ giới. Sao kế bạch và kế đô là những sao xấu đối với nữ giới. Cũng có nhóm người sẽ có hạn tam tai bắt đầu vào tuổi 30 tức 31 tuổi âm như tuổi quý hợi và canh thân đối với nhóm tuổi bị hạn tam tai năm quý tỵ hợi mão mùi sẽ cơ bản gặp hạn đầu năm bị người mô hại năm thứ hai việc mờ ám có hại năm cuối tổn tài phòng tan sự theo ngũ hành nếu được tương sinh thì năm hạn tam tai cũng nhẹ điều này đồng nghĩa nếu tương khắc bị khắc chế năm hạn tam tai có thể có nhiều tai ương. Từ năm 46 đến năm 55 tuổi, đây là giai đoạn 10 năm quan trọng nhất trong đời, cần phải chăm sóc sức khỏe đặc biệt nhất. Bởi hầu hết các căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhất đều bùng phát cùng lúc trong giai đoạn này với những nguy cơ rõ ràng, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt là bệnh tim mạch vành, tiểu đường, ung thư và nhiều bệnh khác với tỷ lệ mắc rất cao. Một số trường hợp đã rơi vào bi kịch vì bị tử vong sớm khi chạm ngưỡng trung niên, vì thế các chuyên gia còn gọi đây là thập kỷ đầm lầy trong quá trình của đời người, hay nói ví von là giai đoạn có sao quả tạ chiếu mệnh, sẽ có người vượt qua được và nhiều người phải dừng cuộc chơi tại giai đoạn này. Cho nên mới nói ở giai đoạn này Còn gặp một đại hạn lớn trong đời 49 chưa qua, 53 đã đến Bạn hiểu gì về hạn 49 đến 53 tuổi? Trong thực tế, bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu Nhưng thường thì tỷ lệ thấp hơn tuổi 49-53 có nhiều cách giải thích. Thứ nhất, khi cộng dồn số 49 và 53, ta thấy 4 cộng 9 bằng 13, 1 cộng 3 bằng 4, tương ứng với 5 gặp sao thái bạch, nữ gặp sao thái âm. 5 cộng 3 bằng 8, tương ứng nữ gặp sao thái bạch, nam gặp sao thái âm. Mà thái là quá, bạch là trắng, trú về tan chế tai nạn xương khớp âm là tối đen nước hiểm trở chủ về ốm đau dao kéo xe cộ sông nước còn cách luận giải thứ hai trong sao thái tuế khoảng 12 năm hàng chi khởi điểm một tuổi mang sao thái tuế cứ 12 năm lặp lại một lần vào những năm có số tuổi chia cho 12 dư 1 như sau. Năm 13 tuổi, năm 25 tuổi, năm 37 tuổi, năm 49 tuổi, năm 61 tuổi, năm 73 tuổi, năm 85 tuổi sẽ mang sao thái tuế mà thái tuế chủ về quan sự, khẩu thiệt, hao tốn, ốm đau, tàn chế. Trước thái tuế có thiên không, sao thái tế có quán sách đôi sau này thuộc hỏa và không có lợi. 49 là năm hạn tam tai, còn 53 là tuổi kim lâu. Hai hạng này đều nặng, tránh làm việc lớn. Cầu 49 chưa qua, 53 đã tới, mang ý nghĩa phím chỉ một loạt tuổi từ 50, 49 đến 53, chứ không hoàn toàn gói gọn trong hai tuổi ấy. Xét về mặt khoa học, ở vào khoảng tuổi này đồng nghĩa với việc người ta đã bước sang nửa kia của đời người. Sức khỏe bắt đầu giảm sút, sức, sức đề kháng kém hơn, nguy cơ ngã bệnh cao hơn, xương khớp yếu hơn. Do đó mà nhiều người bị bệnh thậm chí là thiệt mạng. Còn về mặt tâm linh, từ tuổi 49 đến 53, ứng cho những con số 5 là ngũ hành, gồm sinh lão bệnh tử sinh nếu ai vượt qua được nghĩa là họ đã thay đổi nhịp sinh học để bước qua một chu kỳ phát triển mới trong đời từ tuổi 56 trở đi đây được xem là giai đoạn chuyển tiếp an toàn sức khỏe quay lại quỹ đạo ổn định mặc dù đi xuống theo thời gian nhưng đa số nhiều người đã ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Từ sau 65 tuổi trở đi, nếu người không bị những căn bệnh nguy hiểm hoặc bạn đã biết phòng ngừa cẩn thận từ thời trung niên, thì những thay đổi sẽ không quá lớn, bạn sẽ già dần trong một môi trường tương đối an toàn. Ở vào tuổi này thì những phận hạn cũng sẽ giảm đi rất nhiều đây là giai đoạn ổn định của con người. Những điều không phải do ta gây ra sẽ không vận vào người ta mà vận vào người con cháu. Vì thế, mặc dù giai đoạn này không gặp hạn nhiều nhưng vẫn cần sống bình tâm, tạo đức cho con cháu là vậy. Cách hóa giải vận hạn Quan điểm của các vị thần, gián hạ, cho từng năm năm thần ngày cũng hướng năm tỷ ông thần địa phong cũng ngày 22 lại về hướng bắc năm sổ ông địa hình cũng ngày 14 lại về hướng đông bắc năm dần ông thiên linh cũng ngày rằm lại về hướng đông bắc năm mão ông thiên hình cũng ngày 14 lại về hướng đông năm thìn ông thiên kiếp cũng ngày 13 lại về hướng Đông Nam. Năm tỵ ông hắc sát cũng ngày 11 lại về hướng Đông Nam. Năm ngọ ông âm mưu cũng ngày 20 lại về hướng Nam. Năm mùi ông bạch sát cũng ngày mùng 8 lại về hướng Tây Nam. Năm thân ông nhân hoàng cũng ngày mùng 8 lại về hướng Tây Nam. Năm dậu ông thiên họa cũng ngày mùng 7 lại về hướng Tây. Năm Tuất ông địa tai cũng ngày mùng 6 lại về hướng Tây Bắc. Năm Hợi ông địa bại cũng ngày 21 lại về hướng Tây Bắc. Xác định ngũ hành ứng với từng năm, năm nào hành đó. Hành kim là năm thân, dậu, hành mộc, năm dần, năm mão, hành thủy, năm hợi, tý, hành hỏa, năm tỵ ngọ hành thổ thìn tuất sửu mùi cách cúng giải hạn của người xưa Ngay cúng tắm rửa sạch sẽ rồi cắt một ít tóc một ít móng tay móng chân cắt một miếng vạt áo cũ của người đó gói chung lại thành một túi nhỏ thời gian từ 18 đến 20 giờ địa điểm ngã ba đường càng lớn càng tốt. Vật cúng gồm có ba ly rượu nhỏ, hai ngọn đèn cày, ba điếu thuốc hút, ba bộ tam sơn, ba đồng tiền bạc cắt, hai bộ đồ thế nam hoặc nữ, một bài vị có tên vị thần biết văn giấy đỏ chữ mực đen, gói tóc và móng tay lấy dĩa đựng để trên bàn cúng vị thần này cho đến khi tàn nhang và đèn. Xong rồi, người cũng không được nói chuyện với bất cứ ai, đem gói tóc móng tay ra ngã ba đường mà bỏ, nhớ đừng ngoái lại mà xem. Ba đồng bạc cắt, nhớ để vào gói tóc, bỏ luôn tóc và móng tay, phải của người bị tam tai mới được, khi vái cũng phải nói rõ họ tên của người mắc tam tai. Cách này thì có phần tỉ mỉ quá, thật ra đối với các vị thần nói chung chỉ cần ý tâm nghiêm chỉnh là sẽ ứng. Lễ tại tâm, lấy công đức làm lễ là chuẩn nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận năm giai đoạn sao hạn quả tạ vận xui tận tận mạng có tránh cũng khó nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tỉnh hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.